Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ những niềm vui bất tận về thế giới cây kiểng này. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Tiếp tục chương trình làm phóng sự bonsai, cái ký sự bonsai, xin lỗi các bạn. Thì năm Thu cũng quay trở lại cái vườn xứ Tuấn Kiệt, tọa lạc tại đường Lê Văn Khương, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái khu vực này có rất là nhiều cây, nó rất là nhiều cái chủng loại, nhiều giống, nhiều giống rất đẹp. Nói chung là từ mà cây lớn mà từ những cái dạng mà từ ghép thành ghép cũ và để những cái tung ra thị trường cũng có, là đồng thời có những cây mà những cây quý, những cây dự hội thi tất tần tật đều có hết đây. Đây là một cái vườn sứ ở nông thôn rất là lớn các bạn. Phải nói là mình khi đột nhập vào vườn sứ thì mình thu choáng ngợp bởi cái sự nó vĩ đại, nó to lớn của nó. Thôi thì giờ mời các bạn cùng Nam Thu ha, chúng ta dạo bước vô cái khu vườn này để Nam Thu chia sẻ với các bạn một số mẫu sứ. Trước hết thì Nam Thu xin chia sẻ với các bạn, đây là cái sứ rồng vàng. Do cái mùa này các bạn, do cái mùa này là cái mùa mưa thì cái tốc độ nở bông của nó cũng ít. Tại vì cây sứ, đặc tính của cây sứ là nó trổ bông rất là nhiều vào những mùa khô nóng. Mà khi mà mùa mưa thì có những cái sứ nó nở, nó xiên bông quá thì chủ vườn người ta cũng hái bông người ta bỏ bớt. Tại vì khi mà mưa đó, cái nó dễ bị làm thối những bông, nhất là những cái bông sứ mà thuộc dạng mà sứ cánh kép đó các bạn. Thành ra là đa số là những cây sứ cánh kép mà nó nở bông nhiều quá thì bắt buộc phải hái bớt để cho dưỡng sức cho em ấy phát triển tỏa sáng trong những dịp cuối năm, những dịp là Tết Nguyên Đán. Đây các bạn, cây rồng vàng này, thấy nguyên tác phẩm rồng vàng, tác phẩm rất là quái. Rồi Nam Thu chia sẻ những cái giống sứ, những cái mẫu cây nó có những cái giống như là những kiểu dáng rất là đẹp, như là cây sứ là Arabicul này bạn. Cây Arabicul là cây này nó có cái dáng đổ rất là hay bạn ha. Đây là dáng bay chứ, nó có dáng bay, dáng bay cũ của nó rất là lớn các bạn. Đây, cây này theo sự chia sẻ của chủ vườn, cây này cây zin không có ghép. Bởi vì nó nhiều giống loại tên nhiều quá thì Nam Thu nhờ chủ vườn, nhờ anh Kiệt thì anh sẽ ghi tên lên cái cũ của em ấy để Nam Thu nhìn cái cũ, nhìn tên trên cái cũ Nam Thu biết em ấy tên là gì. Như làm không thế nào mà Nam Thu thể nào mà nhớ hết cái tên, cho dù anh Kiệt có nói đến 5 lần, 10 lần, 20 lần thì Nam Thu cũng bó tay chấm cơm. Đây, tiếp tục chia sẻ với các bạn là đây, cô nàng sứ đây. Sứ này là sứ gì đây? Sứ rồng vàng các bạn. Cây rồng vàng đã có bông rồi ha. Đã có bông. Vào những cái mùa mưa như thế này nè các bạn. Cái bông của nó do những cái loại sứ cánh kép á, thì bông của nó khi mà trời mưa vô nó dễ bị ngậm nước này. Ngậm nước nó làm thối. Những cái bông mà nó bị thối như thế này thì các bạn nhân tay các bạn hái bỏ ha. Tại vì nếu các bạn không hái bỏ nó sẽ lan xuống cái ngọn á. Lan xuống cái ngọn làm hư ngọn. Thành ra các bạn lưu ý khi mà mùa mưa, khi mà sứ trổ bông vào mùa mưa, những cái sứ cánh kép nó thường bị cái nhược điểm như thế. Một củ rất là đẹp. Một củ rất là đẹp. Rất đẹp ha, rất ok. Đây, tiếp tục nữa, tiếp tục chia sẻ. Đây. Cái sứ này kêu bằng cái sứ gì để ta? Cái sứ Long Thành. Chỗ bông. Sứ Long Thành các bạn ha. Đây. Đây sứ Long Thành, cổ sứ Long Thành đây. Sứ Long Thành này, cái sứ này thuộc dạng là sứ cánh kép, mình thấy bộ củ nó rất là hình tráng nè. Rất là hình tráng các bạn. Đây, bông đây, bông sứ Long Thành. Để giờ đưa mặt bông cho các bạn xem ha, đụng vô cái nó rụng mẹ nó trời. Đây sứ Long Thành. Nó gần giống như huyết rồng, nhưng huyết rồng thì nó đỏ hết. Còn cây này nó có phớt phớt á. Alo, Nam Thu nghe đây. Nam hết đây. Nam đây. Không, tôi đang làm phim đây, chút gọi là hết. Mình đang làm phim đây, chút gọi là rồi. Tiếp tục chia sẻ với các bạn. Đây là một cây sứ gì đó đây. Cây sứ này cái bông nó màu vàng, đồng thời nó có một cái viền bông rất là đẹp, cái viền đỏ rất là đẹp các bạn. Rất đẹp đây. Rất đẹp. Cây này cái candy đây. Cái này so với cái sứ rồng vàng thì cái này nó cũng màu vàng nhưng mà nó có một cái viền,
nó có một cái viền bông nó màu hồng á các bạn. Cây này bự quá ha. Trời ơi. Cây này đại gia mới rớt tới trời, tôi rớt nổi trời. Đây, cổ con thấy cổ nó không? Cổ nó không? Trời, quá trời luôn đẹp rồi. Rồi, tiếp tục em là tên gì ta? Em này đang ghép, không có tên nữa ta, tên gì? Ta thua rồi. Không đầy tên là nông thu bó tay chấm cơm rồi các bạn ơi. Đây là cây này đang ghép. Ê, không có ghép đâu, riêng mà. Cái này mới cắt ngọn thôi, nó không ghép, không có ghép các bạn. Cái này riêng đây. Cái xứ tên gì không thấy để tên nữa. Hôm nay tại anh Kiệt bận công việc á, thành ra cái nông thu cứ đi một mình. Thành ra có một số cây thì nông thu không hề biết tên ha. Đây là cái kim lân. Ồ, cái kim lân nè. À, đây này kim lân cũng đã ghép rồi. Đây, những dấu ghép này. Kim lân. Kim lân này thì nó rất xiên bông các bạn. Cái kim lân rất xiên bông. Còn thấy không? Gọi là kim lân thì cũng đúng thôi. Bởi vì cái bông nó giống như cái đầu lân này. rằng rễ. Bộ lông cây này nó có bộ rễ rất là đẹp. Rồi, cây này cái gì đấy ta? Thấy cái này. Thấy cái này không có tên nữa ta. Mấy cây không có tên này nó thu cho qua bà ha. Cái nào khó qua cho qua. À, nhưng mà nó thấy củ rất đẹp không? Rất đẹp củ. Cái này cái gì? Siburin cái gì phải không ta? Cái tiếng tiếng Tây, tiếng Mỹ gì mà bố ai mà đọc được Siburin như sao? Cái kệ đó. Tên khó bỏ qua đi. Cây này Garden nè. Đây, đây là rồng vàng. Phải không? Dịch tiếng Việt là rồng vàng đúng rồi. Đúng không? Cái từ này dịch tiếng Việt là rồng vàng mà mình biết mà. Đây, rồng vàng. Củ bự quá. Cây này cái gì? Cây này sao không thấy tên gì trời, hơi khó quá cho anh. À, chúng tôi mời các bạn tiếp tục ha, tiếp tục xem cái tên em này. Đây là tên, em là tên Kim Anh các bạn ạ. Kim Anh bộ cũ rất là đẹp. cái bản tên châu Á là nhìn thì biết liền. Kim Anh à, Kim Anh này đang chỗ bông rồi mà thấy không, bông rất là đẹp nè. À, rất là đẹp rồi. Cây nào mà không để tên là khó quá cho qua, không có lời bình nha. Hai cái thằng chỉ chiêm ngưỡng, một là chiêm ngưỡng bông, hai là chiêm ngưỡng củ thôi. Đây, cây này đây. Cái này sao không có tên ta, hơi khó quá cho qua các bạn. Đây, em này em Diệu Ảnh hả? Diệu Ảnh phải không? À, Diệu Ảnh. À, nông thu cũng có thể là đọc nhầm tên, có gì các bạn thông cảm bỏ qua ha. Tại vì không có chủ vườn ở đây thì ra mình cũng không thể nào mình thuyết minh chính xác được cái tên của nó. À, cái cây Diệu Ảnh này cái lá nó nhỏ nhỏ, bông nó cũng nhỏ, nó có màu tím mà nó cũng củ rất đẹp nè. Rất đẹp. Cây này cây zin đó ta. Zin nó ghép thằng này. Diệu Ảnh. Còn tiếp tục. À, em Thằng Tài. Thằng Tài thì các bạn khá quen thuộc xứ Thằng Tài này ha. Có phần thực. À, này đột nhập ha, đột nhập để chia sẻ hết các bạn những cái loại giống sứ mà hiện tại mà vườn sứ Tuấn Kiệt đang sở hữu, nhưng mà chưa hết đâu các bạn, họ cũng còn một số mẫu ở phía sau vườn cũng nhiều lắm, chúng tôi cũng không thể nào làm biết hết được. À. Đây, cây này cái gì đây các? Đây cái gì đây? Đây là đại hồng bích, à, đại hồng bích. Hồng bích này mới vừa ghép chưa thấy bông, chưa thấy mặt bông. Chú về chú sao? À, về chú Năm ơi. Dạ dạ, để con quay là xong con cũng về luôn. À, hôm nào gặp chú nhậu bữa chú ha. Rồi, bữa nào. À, để con đang quay nói cái này. À, cây này cây Duy Phong. Phong. Cây này hồng nguyên xuân. À, chưa có bông, chỉ thấy cái bộ củ khổng lồ thôi. Cây này cây ghép này. À, cây này cây cẩm hồng. Đây, cẩm hồng đây. À, các bạn xem mặt bông ha.
Nhưng mà thân mến, tại vì mùa này nè, ít bông sứ, ít bông, thành ra có một số cây nó chưa có bông, nó không có ra bông, để nó không thu, không để chia sẻ với các bạn được. Tôi chỉ biết cái tên thôi, cây okay. Cẩm hồng. Ô, nhiều quá. Cái này cái gì đây? Không có tên, không có tên, khó quá, bỏ qua. Cái này cái gì đây? Cây tiểu thơ, tiểu thơ đại cát ha. Tiểu thơ đại cát một. Tiểu thơ, đây bông mặt bông đây rồi. Đây tiểu thơ. Cái này, bụng bự này tên gì đây? Bụng bự này cái tuyệt hảo. Cây đây một số sứ là sứ củ vàng mà. Sứ củ vàng. Đây sứ này cũng củ vàng đây. Củ vàng ống mà. Đây cái này tên gì vậy ta? Tên gì bông đẹp lắm, không biết tên chứ. Đây, cái này bông rất là đẹp. Rất là đẹp ha. Cái cây này thường thường họ bóc cái thân ra bạn, họ tạo thành những cái kiểu dáng rất là đẹp các bạn ha, rất là lạ, độc lạ và đẹp. Còn đây này cây siêu bông rồi bạn, xứ này xứ siêu bông mà lần đầu tiên ông thu thấy cái cây này quái đản thì rất là đẹp, nhìn nó cái thân của nó các bạn, cái thân của nó ông thu nhìn nó giống như cái xương khô với đột xăng hô á, để ông thu cận cảnh cái cây siêu bông này các bạn xem ha, siêu bông này. Sứ siêu bông rồi. Cái nhánh của nó có cái màu bạc rất là đẹp. Rồi, kế bên em này đây là em là Diệp Hồng, Hồng Tiểu Diệp. Em này cũng chưa có bông các bạn. Có bồ đế rất là đẹp, rất là ấn tượng. Đây cái dòng này người ta thường gọi là kim tự tháp đây, thấy không ta? Cũng không chắc lắm, mới đại thôi, không trúng thôi ha. Đây cũng rất là đẹp. Ồ, nhiều lắm các bạn ơi. Đây là cái lô sứ này để mình dành mình tu địa trường đây ha, hả Kiệt? Đây rất là nhiều ha, rất là nhiều. Cái này nếu mình bán thì mình bán bao nhiêu tiền gốc em? 200 ngàn. Cái cây này được chào giá là 200.000 cây. Ông Thu nghĩ là cái cây nhỏ hơn bên trong là 100.000. Cổ nó rất là to các bạn, nên ông Thu được cái tay vô ha, để các bạn mừng tượng được à, nhìn thấy cái cổ nó, nhìn thấy bằng tay ông Thu với cái chiều cao từ miệng chậu lên, lên mỗi một cây khoảng hơn 3 tấc. Hơn 3 tấc mà cái độ rộng của cổ rất là lớn. Đây là được cái là đây nó cũng có nhiều giống loại lắm bạn, nó có nhiều cái chủng loại, nhiều cái loại tên. Bắt cắt để các bạn có sự lựa chọn ha. Cây đó đỏ này ngộ quá kìa ha. Cây này tên gì kìa? Cái lá đỏ này nè.
Long phụng hả? À, ít gặp cái cây này nè. À, ít gặp cái cây này. Tết thì gặp hả? À, Tết là nhiều lắm phải không? Không có, Tết chợ đi diễn hội Hoa Xuân Tao Đàn á. À, Tết em chồng. Em là vô hội Hoa Xuân Tao Đàn năm nào cũng vô hay sao? Em năm đa số là năm nào cũng đi em à. Ừ. Trừ khi xui xui là bị mấy đại gia dọn, ví dụ như mình có 30 cây đi chơi đi, à. Dọn hết rồi 20 cây, mình hết cây luôn. Kể như ít cây quá họ đi không bỏ công phải không? Dạ. Ừ. Xui xui là bị đại gia dọn trước Tết rồi. À. Còn cái cây sọc sọc này đẹp quá ha, cây này tên gì? Cây như con này. À, đẹp quá ha, đẹp quá. Em là cây lớn rồi. À, đẹp quá. Tết là cây diễn. Đẹp ghê, cây đẹp ghê đây. Mặt bông. Nè, các bạn xem mặt bông cây này ha, rất là đẹp. Còn cái cây cái lá trắng trắng là cây gì vậy kìa? Cây nhất hạnh. Bông nó màu gì? Bông nó là giống trà loan á, có vàng hồng với có sọc đỏ. À, cây này có hương nhẹ. À, cây cái lá nó đẹp ha. Đang ra hàng loạt. À. Đây là Kiệt đã khi mà ghép nhân giống thành công, những ghép cây này xong rồi Kiệt có chào giá những cây lớn là 200 phải Kiệt? Dạ, củ lớn 200, củ nhỏ bên trong đó là 100 ngàn. À, củ nhỏ bên trong là 100 ngàn, củ lớn này là 200, rất là nhiều các bạn thấy, rất là nhiều chủng loại. Mấy cây lớn này thì khách về chơi là bưng về chơi luôn. Còn mấy cây nhỏ thì mấy người như chuyên nghiệp hay là để họ lấy bo để họ về họ ghép. Họ làm giống, mua làm giống, mua làm giống. Hoặc là những người miền Bắc họ muốn mua nhiều cây mà vận chuyển xa thì có thể chọn cây nhỏ. Đây là cái chậu này các bạn nhìn thấy, thật ra nó phải chậu cứng các bạn, chậu nhựa cứng á, các bạn có thể để trồng luôn á. Chậu này ngoài nắng 2-3 năm không? Ừ, quá trời luôn. À, các bạn thấy rất là nhiều không? Em vô quét trong 100 ngàn, 2-3 lít. Cây cái lô ở đây là cây 200 ngàn, còn cây nằm trong là 100 ngàn hai kìa. Dạ. À, ở trong ở đấy Nông Thu vô, Nông Thu có chia sẻ với các bạn là cái lô hàng là giá 100 ngàn ha, để các bạn có sự lựa chọn là thích em 200 thì có em 200, thích em 100 thì có em 100. À. Còn như Kiệt thì mấy trăm Kiệt. Trăm trăm nhiều. Đây cái lô này phải không? Dạ, hai lô đó. À. Đây hai cái lô này là được chào giá là 100 ngàn cây, tại vì lô này đúng rồi, lô cây nhỏ hơn ngoài kia. À. Cũng có nhiều giống nhiều loại ha, để cho các bạn có sự lựa chọn cho riêng mình. Ở đây thì Nông Thu thích một cái là rất là nhiều giống. À. Đây, hai cái clip này đây. Hai cái lô này đây là mỗi một cây được chào giá 100 ngàn. Các bạn thấy không? Nè. Nè, đây. Đấy, nó lên như thế này đây. Cái này mình mua về cái mình dưỡng để mình lấy bo mình làm giống đó các bạn. Trăm ngàn nha các bạn. À. Thôi đến đây Nam Thu cũng xin nói lời chia tay với các bạn, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Thu Bonsai. À, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, hàng lần là thật nhiều sức khỏe. Nếu các bạn thích cái clip này nhấp like ủng hộ tinh thần Nam Thu, còn bạn nào mà chưa subscribe ha thì nhớ subscribe để nhận được từ Nam Thu những clip mới nhất. Bye bye các bạn, bye bye.